Hello, xe máy Hồng An độc lập chất Sài Gòn. Xin kính chào cả nhà đại gia đình. Cũng như thường lệ, Hồng An chúc cả nhà mình một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và luôn an lạc nha. Và hôm nay là Hồng An cũng xin giới thiệu là cái hồ sơ của anh Ní của mình đã chỉnh xong rồi Ní ơi. Và ngày mai là Hồng An sẽ gửi cho Ní của mình, Ní ruột luôn nha. Hồng An sẽ gửi kèm cái bô nữa. Mai anh ấy nhận hàng, Hồng An sẽ gửi. À, chắc chắn Ní mình hôm nay đang tối nay sẽ coi cái súp của Hồng An nè. À, chỉnh xong rồi Ní ơi. Mai Hồng An gửi cái bô kèm với cho Ní luôn, chứ quay A203 rồi đó. Và hôm nay là cũng như thường lệ, Hồng An cứ mỗi một ngày Hồng An sẽ đưa một cái clip mới, một chiếc xe mới về cho anh em theo dõi, đánh giá và gạch đá. Trước tiên là Hồng An sẽ giới thiệu chiếc quay Thái này đi, để cho anh em tín đồ năm nay quay Thái có một chiếc xe kiển để đi đi chơi nè. Đó, anh em nhanh tay gạch đá vô nha. Xe này quay Thái đời 2000. Đó. Đi mâm su rider, mâm trước mâm sau là của su rider, heo là heo SH, không heo SH nha. Đó, hàng độc luôn nha, heo trước heo sau là của SH hết trơn nha anh em. Đó, mâm là mâm xịn su rider, bô zin theo xe, nói chung xe này là vàng bạc là theo xe hết, vàng bạc ốc tán là còn zin nguyên bản hết trơn nha anh em. Boxy 1985 bộ rất đẹp nha anh em. Xe này là chiếc xe là zin nguyên bản, bình xăng sạc lửa IC đều zin theo xe hết, không có lai gì lai món nào hết trơn nha anh em. Cặp lốc vàng bạc là còn zin nguyên bản luôn, không có giảm tốt. Xe này rớt đầu rồi, cạo khói thôi, lồng máy tăng đa, máy giữa chưa bung, thấy chưa? Chỉ có rớt đầu thôi nha. Xe này nhìn 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 kỹ là không biết, nhưng mà rớt rồi, nhìn miếng giòn là biết rớt rồi anh em ơi, thấy không? Rớt đầu cạo khói. Xe này nước sơn zin nha anh em, vàng áo zin nha. Dàn áo zin, đồng hồ quay Thái 204, đồng hồ xịn luôn 204, thấy không? Rồi Hồng An sẽ đi chi tiết nè, anh em nào nhìn hình đánh giá luôn nha. Bao tay kiểu, cùm còn đẹp, đồng hồ 204, đồng hồ quay Thái. Đây là thắng đĩa của quay S quá, cái cùm heo quay S nè, heo dầu thay rồi nha, heo dầu trên thay rồi nha, của quay S đó nha, quay S. Hai cái cục heo dầu này nó ngon hơn, nó cũng ngon hơn đó, tại nó còn mới mà, đồ mới. Xe này là quay Thái 99 đó, họ khoét khoét lên lên đĩa đó. Xe này chế đĩa nè. Của nó là đùm. Lên lên thắng đĩa. Chén cổ chưa mở luôn nha anh em. Chén cổ xước rồi, xe này chén cổ có dấu mở rồi, canh chỉnh rồi. Vàng bạc phục chức zin. Zin theo xe luôn. Mâm su rider. Mâm còn mới lắm anh em ơi. Vỏ Michelin luôn nè. Vỏ này mới thay trước sau luôn, còn mới cái can à.
Râu không nha anh em. Cặp vỏ này không không rẻ nha. Trước sau như một. Yuki thấy chưa? Không xịn. Heo SH 2 đĩa luôn. Xăng theo xe. Cặp lốc zin nha anh em. Lốc sơn zin nha. Đồ rất đẹp anh em ơi. Chiếc xe này cũng đẹp lắm. Cái chiếc xe đẹp nha anh em, chứ không phải là xe dập đâu nha. Không. Ốc treo máy còn màu luôn nè. Cái giòn giữa, lốc máy giữa còn xanh lè. Đó, ốc này rất đẹp. Xe này là một chiếc xe đẹp nha anh em. Bô đẹp quá anh em ơi. Bô zin theo xe luôn nha anh em. Chiếc xe rất đẹp. Rất đầu xây số bắp. Ốc còn đẹp lắm, ốc màu xanh lè, số 10 không nữa không. Mày chơi cái gì nè, chế rồi nha, gác chân, cặp gác chân cho mày zin. Còn cái này họ chế lại rồi. Xe này anh em nào mà tính đồ kiện á, quay thái kiện mua xe này là ok luôn nha anh em ơi. Xe dọn sẵn cặp mâm 2 thắng địa heo SH. Xe này dọn là không hề rẻ nha anh em. Cặp heo SH hôm nay anh em cũng biết rồi bao nhiêu tiền rồi. Cặp mâm Su Rider nữa. Mà được cái chiếc xe zin máy cực kỳ bốc. Rất nhẹ nha anh em, thấy không? Rất đẹp. Cánh bẩn đầy đủ nha, xe này cánh bẩn đầy đủ nha. Biển số thành phố 5 số 1 chủ, biển số cũng đẹp lắm anh em ơi. 52539, thấy không? 39 đuôi. Mà không quên nổ máy nữa nãy giờ. Tiếng bô nghe rất hay. Bô zin nghe rất hay anh em ơi. Máy êm thì thầm nha, chạy cực kỳ bốc luôn nha anh em. Gấp zin nè, thấy không? Còn rất đẹp. Chưa chốc chưa có bị dợp gì hết cho nha, gấp zin nha. Máy cực kỳ ấm luôn. Phục này là một cây phục xịn nhưng phải hợp phục lô thường nha anh em ơi. Phục sao phục xịn nè. Bao nhúng luôn á, phục này phục bao nhúng luôn nha anh em. Ốc treo máy còn màu luôn nè. Chưa có dấu thẹo gì hết á. Mùi đề zin. Nhẹ lắm anh em ơi.
tín đồ quay Thái đi con này ngon nè. Anh em nào tín đồ mà dọn kiện á, mua xe này về chỉ có đi thôi, không cần làm gì hết. Ốc tán cũng còn khá lắm. Mang đi sơ lại một cái nha. Xe này rớt đầu sấy súp bắp làm nồi, lồng hết tăng đa, má giữa chưa trẻ, vàng bạc zin không giảm tốt đó. Áo sơn zin theo xe, tem này chắc dán lại rồi. Tem này cũng chắc dữ ta, tem này chắc lắm à, tem này dán lại rồi nhưng mà tem Thái đó, khửi không ra luôn nha anh em, khửi không ra luôn anh em ơi, để mai Hồng An coi kỹ lại một cái, giống tem zin của hàng Thái quá, đó. Máy thì thầm luôn anh em. Dạng lửa IC sạc zin theo xe hết, chạy lại nhóm nhóm nha anh em ơi. Đó, tính đồ quay Thái thì được thì inbox Hồng An luôn nha. Đó, xi nhan đầy đủ, có pha luôn kèn rồi. Hồng An mở yên nha. Yên này bọc lại rồi. Thùng xăng còn đẹp. Wow, ốc số 10 à. Xe này chiếc xe đẹp lắm anh em ơi, chiếc xe đẹp lắm. Rất đầu uổng quá. Chiếc xe còn rất rất đẹp anh em. Wow. Rồi ok. Con này Hồng An bán 32 triệu nha. Đó. Cặp cánh vẫn đầy đủ nha, cặp cánh vẫn mặt nạ còn nguyên nha. Tại Hồng An mở ra Hồng An cho anh em coi chi tiết hơn thôi, chứ mình chụp lại thì nó không có thấy rõ đâu. Cặp cánh vẫn trong vẫn ngoài đầy đủ luôn nha, mặt nạ có luôn. Đó. Xe này về là chỉ có đi thôi, không có tốn, không tốn tiền. Xe này ủy quyền về Hồng An rồi nha, vẫn còn có thể ủy quyền thêm một lần nữa. Còn anh em nào rút gốc sang tên á thì cũng bình thường luôn, Hồng An bao rút gốc sang rút gốc luôn nha. Đó, nhưng mà Hồng An sợ gần Tết rồi, sợ rút gốc không có kịp nha anh em ơi, có gì muốn rút thì sang năm rút nha. À, Tết rồi còn có 9 hôm nữa à, rút gốc sẽ không có kịp thời gian rút đâu anh em. Anh em cứ đi qua Tết Hồng An sẽ rút. Và anh em nào ở thành phố đây Hồng An ủy quyền hoặc công chứng sang tên luôn, mua bán luôn 32 triệu nha anh em. Hồng An chốt một giá đi, khỏi nói tới nói lui. Đó, một chiếc xe hôm nay cặp mâm này bao nhiêu tiền rồi anh em, thấy không? Hôm nay anh em kiếm một chiếc xe quay mà thắng đĩa đi, vàng bạc sơn zin đi. Đó. Cặp thắng đĩa này là không có rẻ nha. Không? Cặp vỏ Michelin, mâm su Raider, heo SH luôn. Bô zin theo xe luôn nha anh em. Bô này rất đẹp nha. Bô zin theo xe 1985 nha. Đó, anh em hôm nay kiếm cây bô này ở đâu kiếm ra một cây bô như cây kiếm vậy đâu. Kiếm không ra nha anh em. Cái bô này Hồng An nó gỡ ra là bán được 3 triệu anh em mua liền luôn nha anh em. Đó, anh em tính cứ cộng nhầm cái xác xe thôi. Dàn đồ chơi với cây bô không gần đã chục triệu rồi. Thấy không? Chỉ cần tính cái mâm thôi, cặp mâm hay SH cây bô thôi. Gần cả chục triệu rồi.
xách xe chỉ còn có 22 triệu thôi mà được một chiếc xe máy chưa trẻ, máy êm, là máy tăng đa. Không? Quá đẹp luôn, chiếc xe rất đẹp. Cặp lốc sơn zin nha anh em. Không? Và bạc zin hết. Đó, tem máu theo tem máu tem Thái. Hàng mới. Hàng mới chứ không phải hàng theo xe đâu. Tem zin hàng mới đi. Đó. Này là ok. Được cái biển số đẹp nữa. Không? 39 đuôi. Và tiếp theo Hồng An cũng xin giới thiệu một con này Hồng An cũng mới lấy về nè. Con này tạm thời gọi là con cọp đi. Future 2. Hồng An coi cái thẻ coi. Xe này 4 số một chủ. 205 anh em ơi. Đó, biển số quận 10 nha. Vĩnh Viễn quận 10. Cặp kiến còn nha. Thấy không? Và Hồng An cũng xin nói luôn, xe này là đi đúng 10, đi đúng 20 ngàn. Hồng An bao không tua nha. Bỏ trước theo xe. Chưa mở. Đó, anh em coi kỹ nha. Anh em nào tính đồ Future 2. Nhìn xe này và đánh giá nè. Đó. Thì mỗi người mỗi cái đam mê. Họ có những mình, anh em mình có những cái đam mê dòng quay Thái 110. Đam mê anh em đam mê rim, anh em đam mê super, anh em đam mê neo, thì mỗi cái dòng đều có những anh em đam mê hết á. Con này là chỉ dành cho anh em đam mê Future 2. Xe đi đúng 20.000 cây, bao không tua nha anh em, đúng chùm mền luôn á. Cái cặt te lóc nó còn vàng vàng thè. Hồng An cũng chưa có rửa luôn nha, xe này chưa rửa nha. Tối quá rồi Hồng An chỉ có quay luôn. Đó, anh em coi kỹ nha. 20.000 cây. Áo dán keo nha anh em ơi, áo dán keo nè. Thấy chưa? Đó, dán keo nè. Dán keo nguyên chiếc luôn á. Vỏ nè, thấy chưa? Mà cái dòng này á, vỏ theo xe đó thường thường nó nứt á nha anh em, mấy vỏ Thái mà Kinu dễ nứt lắm. Hai đến năm đinh lớp chưa? Mang quay nè, bánh chưa mở. Hồng An quay kỹ nha. Mỗi lần quay, mỗi lần cực Hồng An quay kỹ, chịu khó quay kỹ một cái anh này. Anh em nào gạch đá thì gạch đá luôn, cho nó chuẩn luôn. Ừ. Cầm còn màu luôn nha anh em, cầm tròn trắng nha. Tại ban đêm đèn nó dội đó chứ cầm còn trắng tinh nè. À. Xiang Guoxi. Nào. Đẹp. Rất đẹp. Đát phục còn nha anh em. Anh em thấy không? Thấy cái đầu cuối của cây cầm nó mới tinh thấy không? Trắng tinh nè. Nó đầu cầm này nè. Phục là không vết chạy luôn anh em ơi. Phục này không vết chạy luôn á, hai bên luôn. Này đỉnh của đỉnh nó rồi. Cuối năm thành phố cọp thả rong nhiều lắm anh em. Mang tranh thủ bắt hết để qua Tết. Được giá Hồng An bán trong Tết luôn, không được giá Hồng An để qua Tết Hồng An bán gom hết. Cả nhà cũng còn nhiều con cọp lắm, nhưng mà mỗi ngày Hồng An quay một con thôi. Hồng An gom đây được nhiều chiếc xe đẹp lắm, nhưng mà mỗi ngày Hồng An sẽ quay một chiếc. Những tình hình mới gì đó Hồng An sẽ quay anh em xem.
mình nếu mình quay hết nhiều quá thì nó đâm ra cái clip của mình nó không còn thu hút nữa, phải không? Thì cứ mỗi ngày đại khái mình quay một con. Anh em chiêm ngưỡng, anh em chia sẻ coi tới coi lui 2-3 lần à. Chứ à, mỗi ngày mà mình quay 3-4 con xe đẹp quay hoài đâm ra nó chán lắm, nó nhàm, nó không còn sự thu hút nữa à. À, đúng 19.000 nha anh em, dĩ chưa mòn chưa gì hết luôn anh em ơi, máy cực kỳ chắc luôn, cái này số bắp chưa chỉnh luôn, chưa rửa hết trơn nha anh em, sình không nha. Nổ máy luôn đi. Đẹp quá. Dán keo vẫn còn đẹp lắm anh em. Đúng sình. Ui. Đóng tan luôn anh em ơi, để lâu nhất định nó đóng tan luôn nè. Đó, và máy cũng đang nổ nha anh em ơi. Ở số zin nha anh em. Thấy cổ bô không? Đó. Da yên còn hộp luôn nha anh em, da yên zin còn hộp luôn nha. À, xe này có lỗi một cái là bị dập cái này anh em ơi, bị dập sơn đó nha, sơn bị dập nha anh em. À, bô đặc trưng của cái dòng phiêu neo nè, phiêu hai nè. À, nghe rất ấm. À, xăng này hơi dư đó, chỉnh xăng hơi dư nha. Ồ, chỗ này chỗ lỗi rồi, động nước rồi. Thường thường là chỗ này bị lỗi, động nước. Hết cái xe coi, cặp tay là không có chảy mớp nha anh em, cặp tay đẹp lắm nha anh em ơi, chưa rửa chứ còn đẹp lắm, vỏ sao thay rồi nha anh em. Xăng dư quá, cay mắt luôn anh em ơi. Số cặp te nè, không vết chạy luôn. Cặp te này ban ngày mình nhìn nó vàng vàng nha anh em, đèn nó dội rồi. Dơ. Cặp lốc đẹp đó nha anh em. Ui, ơ.
tới luôn, quay kỹ luôn, dán keo nguyên chiếc. Máy thì thầm luôn anh em ơi, không tắt luôn á. Chỉnh rất rất nhỏ đấy không, mà không tắt máy luôn anh em thấy không? Wow, đẹp quá. Đó, anh em nhìn thấy rõ luôn nè. Cái đòn nè, cái đòn bắt bẩn nè. Ăn khè luôn. Quá dữ. Đẹp quá anh em ơi, xe này rửa đẹp lắm. Ốc bở gà luôn anh em. Thấy không? Nổ không nghe tiếng máy luôn á, thì thầm gì đó. Chỉ nghe tiếng bô thôi. Em ngu. Tem đẹp quá anh em ơi. Kim đỏ ao à. Máy đang nổ luôn đó nè. Đẹp quá, dán keo hết. Xe dán keo nguyên chiếc luôn. Đây. Xe này chỉ còn một chìa nha anh em. Cặp kiến này còn đủ đó, nhưng mà chìa thì chỉ còn một chìa thôi. Cọc quá anh em ơi. Thôi chắc quá. Nhẹ phao à. Rất hay. Rất hay. Xịt ma R77 vô giờ họ nóng, họ nhả, họ nó hơi bốc khói anh em. Máy rất hay đấy không? Khói không bốc lên á. Rồi anh em nào inbox Hồng An. Tín đồ Fuel xà 2 nhanh tay nhanh chân gạch đá nha. Thì anh em nào về là chỉ có đi thôi, đi một cái Tết này thôi. Rất đẹp. Xe này không ai nói lại, xe chạy đúng 20.000 cây đó. Cắm móc còn màu, bỏ trước theo xe, bánh chưa mở đó. Dán keo nguyên chiếc, tem máu là không có bị rách bị chày gì hết trơn nha đó. Hai kiến một chìa, máy thì thầm chạy nhóm luôn nha anh em. 4 số xe này sẽ ủy quyền về Hồng An, hôm nay mới lấy về thôi. Hồng An ủy quyền lần đầu, anh em nào muốn ủy quyền nữa thì ủy quyền.
Còn mua bán thì mua bán, anh em tỉnh Hồng An bao rút hồ sơ à. Anh em nào inbox giá thì inbox Hồng An có hai số điện thoại nè, 0368888383 và 0907957435 à. Giá này cũng hợp lý nha, chỉ có 3 ít thôi nha đó, 35 hay 38 gì đó, anh em cứ y bóc tùy cái duyên thôi, 3 ít thôi nha đó, cái duyên của anh em nào sở hữu. Quá đẹp đó, hôm nay Hồng An đưa ha, đưa lên súp 2 con cho anh em chiêm ngưỡng, một là con Future 2. Hiện giờ nó cũng thuộc về là dạng là đỉnh cũ đỉnh rồi nha anh em, con này con cọp lắm đó nha. Thì được một cái nó zin nguyên bản luôn, áo tem còn đẹp luôn đó, căm móc là cũng còn màu đó. Và một con quay thái 99 lên mâm su đây đơ, heo 2 tháng đĩa SH luôn đó, rất đầu xây sấp bắp làm nồi, mái giữa chưa trẻ. Con này chỉ mua về cũng đi thôi, không có tốn một đồng nào nha anh em. Chiếc xe zin nha, ốc tán còn zin hết trơn nha, vàng bạc không giảm tốt à, một chiếc xe đỉnh của đỉnh luôn. Anh em nào tính đồ chơi á, chơi kiển là con này là quả hợp lý nè, vì nó giữ được một chiếc xe chất zin, chỉ có lên mâm lên heo thôi, thấy không? Toàn bộ đồ trên xe còn nguyên bản hết, chưa giảm tốt luôn, vàng bạc à, con này thì 32 triệu bao hồ sơ. Rồi ok, Hồng An chính à, chào mọi người, chúc cả nhà mình một đêm vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc. Bye bye.